chào cả lớp. Cảm ơn cả lớp. Thư cho các bạn khởi động. Các bạn được điểm. Cô dạy em hai bạn. Cô dạy em bài thể dục buổi sáng. Một, hai, ba, bốn, hít thở, hít thở, hít thở. Một, cô trò mình cùng vào việc ba nhé. Cả lớp quan sát cô vẽ. Cô vẽ gì? Cô mời Phương Anh. Rất tốt. Cô viết tiếng gì vào mô hình? Cô mời Mai. Cô là cô viết tiếng ba và mô hình. Rất giỏi. Cả lớp đọc. Ba. 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 Rất tốt. Ba. 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 Quan sát cô vẽ. Cô vẽ gì? Cô mời em. Cô vẽ một ngôi đứng. Một ngôi cách chiếc ra là hai phần ạ. Rất giỏi. Lớp phân tích tiếng ba. Ba, bờ, a, ba. Tiếng ba có phần đầu là âm gì? Cô mời em. Cô là phần đầu là âm bờ. Rất tốt. Tiếng ba có phần vần là âm gì? Cô mời em. Cô là âm a. Rất giỏi. Cả lớp đọc. Ba, bờ, a, ba. Tổ 1 đọc. Ba, bờ, a, ba. Tổ 2. Ba, bờ, a, ba. Tổ 3. Ba, bờ, a, ba. Đây chính là cách đánh vần tiếng ba. Để đánh vần được tiếng ba, chúng ta tách tiếng ba ra làm hai phần được bờ và a, nhập vào được ba. Cả lớp quan sát cô mô phỏng phân tích cách đánh vần tiếng ba. Ba, bờ, a, ba. Mời cả lớp nào. Ba, bờ, a, ba. Mời tổ 1. Ba, bờ, a, ba. Tổ 2. Ba, bờ, a, ba. Tổ 3 nào. Bắt đầu từ bạn Phương Anh. Ba, bờ, a, ba. 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 Ba, bờ, a,
lớp mình phân tích tiếng ba rất là tốt. Cả lớp đọc lại. Vừa rồi chúng ta đã biết cách đánh vần tiếng ba. Bây giờ cô mời cả lớp vẽ mô hình một tiếng nguyên. Từ mô hình tiếng nguyên, vẽ thành mô hình tách tiếng làm hai phần. Phân tích tiếng ba. Đưa tiếng ba vào mô hình. Vừa rồi chúng ta đã phân tích cách đánh vần tiếng ba. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng ta phân tích cách đánh vần tiếng bà. Cả lớp quan sát cô vẽ. Cô vẽ gì nào? Cô mời em. Mô hình một tiếng nguyên có dấu thanh gì? Cô mời Thư. Rất giỏi. Mô hình một tiếng có dấu thanh huyền. Mô hình một tiếng có dấu thanh huyền. Mô hình một tiếng có dấu thanh huyền. Rất tốt. Quan sát cô đưa tiếng gì vào mô hình. Cô mời Mai. Cô đưa
Rất giỏi. Nếu cô che giấu Thanh Huyền đi, cô được mô hình tiếng gì? Cô mời Đăng. Đúng rồi, rất tốt. Quan sát cô vẽ mô hình tiếng ba. Cô trả lại dấu Thanh Huyền thì cô lại được mô hình tiếng gì? Cô mời em. Rất giỏi. Vậy cô che dấu Thanh Huyền đi, cô được mô hình tiếng ba. Cô trả lại dấu Thanh Huyền, cô được mô hình tiếng bà. Quan sát cô mô phỏng cách phân tích đánh vần tiếng bà. Bà, ba, Huyền, bà. Cô mời cả lớp. Ba, ba, Huyền, bà. Cô mời tổ 1. Ba, ba, Huyền, bà. Cô mời tổ 2. Ba, ba, Huyền, bà. Cô mời tổ 3. Ba, ba, Huyền, bà. Từ bạn Thư nào. Ba, ba, Huyền, bà. Rất tốt. Rất giỏi. Bằng dấu thanh sắc, cô được tiếng gì? Cô mời em nào. Rất giỏi, cả lớp phân tích. Tổ 1 nào. Tổ 2. Tổ 3. Rất tốt, cô có tiếng bá. Nếu cô thay dấu thanh sắc bằng dấu thanh hỏi, cô được tiếng gì? Cô mời em nào. Rất tốt, cả lớp phân tích. Tổ 2 nè. Tổ 1 nè. Cô có tiếng bả. Nếu cô thay dấu thanh hỏi bằng dấu thanh ngã, cô được tiếng gì? Không phải em nào. Rất tốt, cả lớp phân tích nào. Tổ 3 nào. Tổ 1. Thư nào. Giỏi, cô có tiếng bã. Nếu cô thay dấu thanh ngã bằng dấu thanh nặng, cô được tiếng gì? Cô mời Đăng nào. Ui, tốt quá. Cả lớp phân tích nào. Phương Anh phân tích nào. Thanh nào. Vi nào. Rất tốt, cô có tiếng bạ. Tổ 1. Tổ 2. Tổ 3.
lớp. Ba bồ a ba. Ba 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 ba. A bồ a. Một bạn lên điều khiển lớp đọc cho cô. Cô mời Thư nào. Cô mời Vi nào. Ba bồ a ba. Ba 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 ba. Ba 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 ba. A bồ ba. Cô mời Mai đọc bài nào. Rất tốt. Cả lớp đọc bài. Mô hình cách tiếng ba làm hai phần. Ba bồ a ba. Ba 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 ba. Ba 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 ba. A bồ ba. Rất giỏi. Cô mời em nào lên bảng đọc bài. Cả lớp quan sát. Mô hình cách tiếng chia làm hai phần. Ba bồ a ba. Ba 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 ba. Đúng rồi. Ba 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 ba. A bồ ba. Rất tốt. Cô mời Thanh nào. Chỉ đâu? Ba bồ a ba. Ba. Ba nặng ba. Ba nặng ba. Nặng ba. Ba. Ba nặng ba. Rồi, rất tốt. Đọc tiếp. Ba 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 ba. Ba bồ ba. Khen bạn Thanh nào. Tuyệt vời. Vừa rồi cô chọn mình đã đi hết việc ba rồi. Thư lên cho các bạn khởi động nào. Chưa? Các bạn đứng. Nghiêng. Hai bàn tay của em. Hai bạn. Hai bàn tay của em. Tay em múa cho mẹ xem. Hai bàn tay của em. Như hai con bướm xinh xinh. Khi em giơ tay lên là ươn xinh bay múa. Khi em giơ tay xuống là con bướm đậu trên cành hồng. Hai bàn tay của em, tay em múa cho mẹ xem. Hai bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh. Khi em giơ tay lên là bướm xinh bay múa. Mở sách giáo khoa trang 20. Quan sát vào sách, theo dõi cô đọc. Ba bờ a ba. Ba ba bà ba huyền bà. Cả lớp đọc thầm. Cô mời tổ 1. Ba bồ
Rất giỏi. Cô mời tổ ba. Đọc thầm theo cặp. Mời nhóm Mật Mai đọc.